Vào lúc này, những thông tin về chấn thương của Hùng Dũng là điều được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm nhất. Ngô Hoàng Thịnh, người khiến Hùng Dũng rời sân trong đau đớn, vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra. Chia sẻ về bóng đá Plus, anh cho biết: "Tôi rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân. Thật sự tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm Dũng gãy chân. Tôi mong người bị đau là mình chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Với tôi lúc này, mọi người có chửi bới gì, phạt tôi thế nào cũng được." Về tình huống đáng tiếc trên sân, Hoàng Thịnh nói: "Ham hố gì thứ đá như thế, tôi ham bóng quá và lao lên. Cay đắng thay, Hùng Dũng lại bị gãy chân. Mọi chuyện xảy ra theo cách không ai mong muốn. Tôi và Dũng cũng thân nhau, cậu ấy lại bị như thế vì tôi. Dũng đau 1 thì tôi đau 10. Ngay sau khi Hùng Dũng được đưa đi cấp cứu, Hoàng Thịnh cũng vào bệnh viện ngay trong đêm để hỏi thăm đồng nghiệp. Khi ở trên sân, anh cũng chạy theo xe chở Hùng Dũng để xin lỗi. Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật vào sáng nay, 24 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, vợ Hùng Dũng đã có mặt tại bệnh viện để động viên và sát cánh cùng chồng trong lúc khó khăn này.